Dạ, mến chào cô chú anh chị, cô bác gần xa đã đến video tiếp theo của Hàng Nha cô chú anh chị mình. Dạ, thì cô chú anh chị ơi, thì hôm nay là ngày rằm tháng 7, thì hôm nay Hàng cũng mặc cái bộ đồ mà cũng người ta mới tặng. Cô chú anh chị ơi, thì hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2023, thì Hàng đi đến một cái ngôi, một cái nơi dinh thự ở tại cầu số 10. Thì ở trên Chi Tôn, thì hiện cái đoạn đường đi xuống cầu số 10, đi xuống dưới Long Xuyên á cô chú anh chị mình, thì có cái cầu tên là cầu số 10, thì có một ngôi dinh thự là gọi là dinh đá nổi nha cô chú anh chị. Thì đến đó thì nơi đó là một khu di tích cách mạng và khu di tích lịch sử của Đức Cố Quảng, là cũng là một kho đạn của những một vị anh hùng ở thời xưa. Thì cuộc kháng chiến mà ta gọi là dùng bảy thưa đó cô chú anh chị mình. Thì Hiền sẽ đến đó, Hiền quay để cho cô chú anh chị mình cùng khám phá và tìm hiểu cùng với Hiền nha cô chú anh chị. Dạ thì mời cô chú anh chị mình. Giờ thì nắng quá, cháo mắt của cô chú anh chị ơi. Rồi cùng với Hiền khám phá nha cô chú anh chị. Ngày cúng rằm tháng 7 rất là đông nha quý vị. Đây là cái cầu mình bước vào trong dinh đá nổi nào quý vị. Thì ở ngoài cái đường lộ mà đi vô thì cũng bắt qua cái mấy cái ruộng. Thì ruộng nơi đây thì người ta cũng đã thu hoạch. Trước mắt Hiền thấy rất là đông nha quý vị, đông lắm nha quý vị ơi. Rất là đông nha quý vị. Xe tấp nập và xe đậu trước trước dinh để mà người dân ngày rằm tháng 7 ta đi cúng cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu tài, cầu lộc. Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì Hiền sẽ đi qua bên cái qua bên ruộng bên đây để xem cái cục đá mà theo truyền thuyết như thế nào nha. Từ cái dinh thì bước sang qua đây thì cũng khoảng 100 mét nha quý vị. Dạ, với sự linh thiêng của dinh đá nổi và Đức ông cố, là ông cố là ông Đức Cố Quảng, Trần Văn Thành, thì cô chú anh chị mình, thì với sự linh thiêng của ông đã độ cho những người dân nơi đây làm ruộng, làm gãy được mùa bội thu nha. Ông rất là linh thiêng nha cô chú anh chị mình. Thì cả nhà thì nếu có nhân duyên có dịp thì mình nên đến vùng đất An Giang thì mình viếng một lần cho biết, để mà
đi cầu bình an, cầu sức khỏe nha cô chú anh chị mình, cầu làm ăn buôn bán gì đó. Thì từ chỗ Vinh ông đi ra ngoài đây, có máy cái máy đỏ đỏ đó, để đi hiện đi ra tới ngoài đó coi coi sao. Quá trời nắng luôn nè quý vị, nắng chói chang luôn. Mình đi vòng vào trong đây nha quý vị. Nghe nói là rất là linh thiêng, nhưng mà Hiền cũng không biết thì sẽ thích như thế nào. Thì nghe phong phỏng ngang là ông rất là linh thiêng và ông có thể biến to và biến nhỏ nha quý vị. Nghe thì mình nghe thì mình biết vậy thôi, nhưng đây là trước sân chùa nha quý vị. Thì trước sân chùa thì nơi đây cũng đãi ăn đãi uống từ thiện nha quý vị. Đây là nhà anh Thạnh mẹ đây nè. Thank you.
Đây là nhà bếp nha quý vị, nhà bếp nấu bún nè. Dạ thì cô chú anh chị ơi, thì cặp nhà bếp thì cũng có một ngôi nhà nghỉ thì có võng. Thì ở trên đây thì có những bức tranh. Và có những bức tranh những vị anh hùng, ông Hội Ngọc Hầu và ông Quang Trung Nguyễn Huệ. Thì cả nhà cùng thấy rằng là trước mắt thì thấy ông Năm Trèo nha quý vị. Ông đang chọn sàng lọc những người hiền, những kẻ ác. Quý vị thấy rõ không? Đây là bức tranh rất là sinh động nha quý vị. Và nơi đây thì có những bức tranh về nói về nhân quả thì cả nhà cũng đã từng thấy nha quý vị. Dạ thì cô chú anh chị mình thì có trong những bức tranh này có những hình ảnh và cũng có cái những chữ, thì cô chú anh chị mình cũng chịu khó là bấm đứng lại màn hình thì cô chú anh chị đọc là dùm hèn ha. Giờ mình đi vô chính điện nha quý vị. Chính điện nơi thờ ông Cố. Dạ. Yeah.
Đây là nhà bếp thứ hai nha quý vị. Thì giờ này cũng muộn nên thành ra là đồ đạc, đồ ăn thì đem lên cúng hết rồi nha quý vị, cũng đem lên đãi. Giờ là giờ rửa chén luôn nè. Thì cũng đi đến đây muộn quá. Thank you.